Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 34 đến chương 11, câu 1. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các tông đồ rằng: Anh em, đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha, yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một vị ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lạ thôi thì kẻ ấy là môn đệ của thầy. Thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giê-xu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Quý vị và các bạn thân mến, thấy thằng bé giúp lễ hiền lành, một linh mục nói với ba nó, cho nó lên nhà xứ ở, tập tu, sau này đi tu mà làm linh mục. Thằng bé nói với bố, con không đi tu đâu, đi tu buồn lắm, nhớ ba mẹ sau này không về thăm được. Ba nó thì bảo cho nó lên ở, xa nó nhớ, thấy tội. Câu chuyện nhỏ này là điển hình cho lối suy nghĩ phổ biến của người ngày nay. Từ một đứa trẻ cho đến các bậc làm cha mẹ, họ ngại cho con dấn thân trong đời sống tu trì. Họ vẫn còn não trạng, đi tu thì không được về nhà, đi tu thì bỏ rất nhiều thứ. Quả thật, trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu có thái độ rất quyết liệt khi đặt các môn đệ đứng trước sự chọn lựa. Có thể nói rằng những lời của Chúa Giê-xu khiến cho nhiều người sợ phải từ bỏ. Đặc biệt, vấn đề về ơn gọi theo chủ nghĩa đó ngày hôm nay chắc chắn sẽ ít người đáp ứng. Vấn đề ở đây là ưu tiên chọn lựa, chứ không phải là chọn cái này để mất cái kia. Nghĩa là chọn theo Chúa thì phải từ khước hết. Chẳng hạn như đi tu thì bỏ cha, bỏ mẹ. Hóa ra đi tu thì trở thành người mấy, không gia đình, không tình cảm, bất hiếu với cha mẹ hay sao? Đến đây chúng ta thấy vấn đề sáng ra rồi. Không phải theo chủ nghĩa tuyệt đối của từ ngữ, đó là từ bỏ. Chúng ta thấy yên tâm hơn khi tận hiến và dâng con cái cho ơn gọi tu trì. Đời sống và sứ vụ của người tận hiến cho Chúa đòi hỏi sự kiên trì, lòng trung thành với ơn gọi và chấp nhận phát thập giá với những hy sinh chuyên biệt của nó. Không có sự dễ dàng ở đây, không có sự nuông chiều với bản thân mình và cũng không có sự ngập ngừng hàng hai trên đường. Trong tư cách là người theo Chúa, chúng ta là ngôn sứ, chúng ta được tiếp đón không phải vì danh nhưng vì thông điệp và sứ mạng của chúng ta mang đến. Trong ơn gọi tu trì, chúng ta được trân quý vì chúng ta nên giống Chúa Giê-xu về mọi phương diện. Càng giống Chúa Giê-xu, chúng ta càng lôi kéo được nhiều tâm hồn về với Chúa. Càng là gương sáng, chúng ta càng thuyết phục người khác về chính đời sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, một lòng mến thiết tha, để mỗi ngày chúng con sống trọn ơn gọi của chúng con. Xin cho công việc của chúng con làm đẹp lòng Chúa và luôn theo ý Chúa. Amen.